Ẩm thực Việt rất phong phú và đa dạng, có rất nhiều món ăn ngon cho mỗi bữa cơm gia đình. Ngoài những món rau và canh ra thì đặc biệt phải kể đến có lẽ là những món ăn mặn phải không nào? Đây là món ăn không thể thiếu và đã trở nên quá quen thuộc trong mâm cơm mỗi ngày. Để thay đổi thực đơn cho gia đình bạn trở nên mới lạ hơn, thì hôm nay hãy cùng với blog ẩm thực lên danh sách những món ăn mặn ngon trong bữa cơm gia đình phổ biến nhất nhé. Trong bữa cơm gia đình Việt cực kỳ phổ biến. Cá kho là món ăn đứng đầu trong danh sách những món ăn mặn ngon rất thích hợp cho bữa cơm gia đình. Những loại cá thường được dùng để kho là cá lóc, cá bống, cá nục, cá ngừ, cá cơm. Tùy theo vùng miền mà người ta chọn những loại cá đặc trưng của từng địa phương để làm nồi cá kho hấp dẫn. Các nguyên liệu kho cùng với cá cũng rất là đa dạng. Có nơi dùng me, có nơi dùng thơm, lại có nơi dùng chuối xanh. Món ăn thường có vị mặn, rất đậm đà và rất đưa cơm. Có lẽ vì xuất hiện rất nhiều ở các bữa cơm hàng ngày mà món cá kho thật sự trở thành món ăn quê dân dã khiến bất cứ ai cũng phải nhớ về. 2. Sườn xào chua ngọt, món ăn mặn được trẻ em cực kỳ yêu thích. Đây là món ăn không mới lạ trong bữa cơm gia đình. Bất kể xuân hạ thu đông thì món ăn này được dễ dàng lấy lòng cả nhà. Cách nấu cũng không hề khó, chỉ cần bạn chọn được miếng sườn tươi ngon và có công thức nấu đúng chuẩn, kiểu gì cũng thực hiện thành công. Món sườn xào chua ngọt đạt tiêu chuẩn là sườn chín đều, hơi xém cạnh thì mới ngon. Đặc biệt là phải ngấm gia vị, có đủ vị chua ngọt. Nếu thích ăn cay, có thể cho thêm một ít ớt vào. Món ăn này ăn với cơm trắng thì ngon tuyệt cú mèo luôn nhá. 3. Thịt rang trái cạnh. Dễ dàng chế biến món ăn mặn này cho gia đình thưởng thức. Có gì tuyệt hơn là được thưởng thức những miếng thịt lợn dai giòn, ngấm gia vị mặn ngọt cùng với cơm trắng đúng không nào? Tuy không phải là món ăn đắt tiền nhưng cũng thuộc vào hàng mỹ vị gây nghiện biết bao nhiêu người. Thịt rang trái cạnh là món ăn quen thuộc người dân Bắc Bộ. Dù là món ăn dân dã, đơn giản nhưng lại luôn lọt top các món ăn được nhiều người lựa chọn trong thực đơn ở các nhà hàng đấy các bạn nhé. 4. Thịt bò xào chua ngọt. Món mặn được ưa chuộng không thể thiếu trong các bữa tiệc gia đình. Nếu trong bữa tiệc gia đình bạn thiếu đi món thịt bò xào chua ngọt thì thật là một thiếu sót lớn. Vị chua chua ngọt ngọt của món ăn này sẽ khiến gia đình bạn thích thú. Những món bò úp được thái vuông, mềm ngọt ngào, từng thớ thịt nhưng không hề bị gắt, có một chút vị chua nhẹ nên đảm bảo khi ăn, bạn sẽ không hề thấy ngấy. Lựa chọn món bò xào chua ngọt cho thực đơn món ăn mặn của gia đình mình quả là một điều tuyệt vời. Thơm ngon cùng sắc màu đẹp mắt của đĩa bò xào kết hợp với rau củ, thì quả là một sự lựa chọn không thể nào hoàn hảo hơn. 5. Cá chép hấp xì dầu, món ăn mặn ngon từ cá chép. Món cá hấp xì dầu thơm lừng, thịt cá thì mềm ngọt, hòa quyện cùng với hành và gừng cay nóng. Bạn có thể chấm kèm với nước mắm, cuốn với bánh tráng hoặc là ăn kèm cơm nóng đều vô cùng thơm ngon nha. Chỉ với vài bước đơn giản thì chắc chắn gia đình bạn sẽ có một món ăn mà ai cũng phải tầm tắc khen ngon cho mà xem. 6. Thịt ba chỉ diêm mặn ngọt, món ăn cực kỳ đưa cơm. Chỉ với một chút biến tấu, món thịt ba chỉ diêm mặn ngọt trở nên hấp dẫn hơn nhiều trong bữa cơm gia đình bạn. Thịt ba chỉ mềm, trái cạnh, thơm mùi hành tỏi phi, cùng với phần nước sốt đậm đà, chắc chắn sẽ là món ăn ngon và cực kỳ hấp dẫn. Chưa kể hương vị thơm ngon, đậm đà của món thịt ba chỉ diêm mặn ngọt sẽ khiến nồi cơm hết bay lúc nào chẳng biết. Để tạo được độ đẹp mắt, bạn có thể cắt thêm vài cọng hành lá để trang trí, thì món ăn trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Món thịt ba chỉ diêm mặn ngọt bạn dùng trực tiếp với cơm trắng, ăn là nghiền ngay. 7. Gà hấp mỡ hành, chế biến món mặn ngon từ gà. Nói đến gà thì người ta sẽ lựa chọn món gà hấp vào những ngày hè nóng bức hay là những lúc có bạn bè tụ tập thì đây cũng là món ngon tuyệt vời để tiếp khách. Món ăn này có vị thanh mát của thịt gà nhưng lại rất thơm từ hành lá cùng với các loại rau. Nếu món ăn này ăn để nhậu rượu thì cũng rất là ngon, hoặc là ăn với cơm thì cũng cực kỳ tuyệt vời. 8. Thịt lợn luộc chấm mắm tôm, món mặn từ thịt heo đơn giản. Có lẽ đây là một trong những món ngon từ thịt lợn đơn giản nhất. Phần thịt ngon nhất để làm món luộc này là thịt ba chỉ. Món thịt lợn luộc ngon là phải chín tới. Khi thái, ấn dao vào miếng thịt khi có nước hơi nồng chảy ra.
Miếng thịt khi ăn vừa mềm vừa ngọt chứ không khô. Vị ngọt ngon của thịt luộc hòa quyện với vị ngon đậm đà của mắm tôm, kết hợp với một số loại rau ăn kèm, khiến món ăn này cuốn hút người thưởng thức, ăn mãi mà không ngán. Để có thể tạo nên một bữa ăn hoàn chỉnh cho gia đình mình, người món canh bổ dưỡng chắc chắn sẽ cần đến những món mặn để cân bằng được hương vị cho bữa cơm ấm áp trong ngày. Từ những chia sẻ của blog ẩm thực dành cho bạn phía trên, trong một phần nào đó sẽ giúp bạn có được cho mình những lựa chọn để chế biến những món ăn mặn và độc đáo dành cho bữa cơm gia đình hàng ngày phải không nào? Các bạn thấy những món ăn ngon mà blog ẩm thực vừa cung cấp như thế nào? Có thể để lại bình luận ở bên dưới để chia sẻ nhé! Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và theo dõi ủng hộ kênh. Các bạn có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần nhấn vào video ở bên trái và bên phải của màn hình nhé.